Chào các bạn, mình đến từ trung tâm dạy tennis Hà Nội. Hôm nay thì chúng mình sẽ phỏng vấn trực tiếp một học viên là anh Lưu, hiện tại đang theo học lớp học cơ bản của trung tâm dạy tennis Hà Nội. Thì anh sẽ có một chút chia sẻ của mình về những cái trải nghiệm trong lớp học và những cái thành tích mà anh đã đạt được trong thời gian mà anh tham gia lớp học cùng với lại thầy Hoàng Tú, là huấn luyện viên trưởng của trung tâm dạy tennis Hà Nội. Thì xin mời anh Lưu chia sẻ một chút. Mình là một người rất đam mê tennis, nhưng mà mình phải đợi đến khoảng 30 tuổi mới đi học. Bởi vì mình cũng dành thời gian khá là lâu để tìm kiếm một lớp học tốt và đặc biệt là một người thầy tốt. Và mình cảm thấy rất may mắn khi đã gặp được thầy Tú. Mình đã trải qua một tháng học tại đây và cái cảm nhận đầu tiên của mình là thầy rất nhiệt tình, rất tâm huyết và rất chuyên nghiệp. Cái kết quả của mình sau một tháng là cái mà không phải chỉ một mình ghi nhận, mà tất cả những người bạn của mình, những người đồng nghiệp của mình cũng đã có ghi nhận. Sau một tháng thì mình đánh giá khá là tốt với những thời gian ngắn như vậy.